Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel của Thi Tài Soccer. Và hôm nay mình đang có mặt tại Quảng Ninh và thành phố Hạ Long, tại một sân bóng rất là đẹp ở đây, để cùng tham gia tuyển chọn đội bóng Quân Siêu Phàm tại thành phố Hạ Long. Lát nữa sẽ có rất đông các bạn trẻ sẽ tới đây và tuyển chọn, và hy vọng là các bạn sẽ thể hiện thật tốt trên kênh YouTube của mình. Thay đồ và chuẩn bị cho phần làm giám khảo của tuyển chọn đội bóng Quân Siêu Phàm. Chờ nha. Rồi, xem Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo nhảy gì nào. Ồ, là là rất là đông các bạn nhỏ đang nhảy theo Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo phía sau, rất hoành tráng. Được rồi. Rồi thôi, chắc vào sân bóng, đồ đạc đầy đủ rồi, vào sân bóng để chuẩn bị làm chương trình tuyển chọn đội bóng Quân Siêu Phàm nha. Rê mắc cơ cái giật ngoài đường ấy. Inside outside. Sút quả từ bên đây sân qua anh chia sân này. Không biết bao nhiêu mét nữa, chắc cỡ 30 mét. 30 đến 40 mét đấy. Chúc thi tốt nha. Chúc thi tốt nha. Thi tốt nha. Ok. 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 Okay. Yeah, trời, bé tí vậy. Thi được à. Ok. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Khá đồng. Yeah, 16 này. Yeah, 19. 18 này. Yeah. Vô. 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 Thi tốt nha. Tốt nha, tốt nha. Rồi, hello. Tốt nha. Ok. Xin chào mọi người, chúng mình đang mặt tại Quảng Ninh và hôm nay sẽ là một clip cực kỳ hấp dẫn. Hôm nay sẽ là buổi thi tuyển vào team Quân Siêu Phàm của chúng mình, và ở phần cuối sẽ là một phần so găng cực kỳ hấp dẫn giữa Huỳnh và Minh Nhật. Yeah, cả hai đã trở lại thủ môn của Thành Quảng Ninh các bạn ơi. Ok, hôm nay thì ở phần cuối cùng sẽ là một phần so găng, các bạn thí sinh 10 bạn hay nhất sẽ được vào vòng cuối cùng và sẽ thi đấu đối kháng trên sân này, và thủ môn chúng ta ở đây sẵn sàng chưa các em? Sẵn sàng. Yes. Đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự, sút trái bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Yêu mến hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa, vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng, bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh, vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào.
chắc nào. Giữ bóng chắc. Wow, kết thúc. Chậm. Anh đang muốn sổ hàng chưa? Wow. Không cần vội đâu. Xử lý. Chưa. Wow, quá hẹn luôn. Đi tiếp thôi. Giữ bóng rất chắc. Wow. Chương trình buổi sáng là mình đã tuyển được 10 bạn ở đây vào thi đấu trận thi đấu bóng đá 5 người chiều nay, 10 bạn này. Nhưng cũng có một cái nhân vật cũng thua sớm rất đáng tiếc, lát nữa mình sẽ giao lưu với bạn đó ở phía bên kia. Giờ thì kết thúc ở đây, gặp 10 bạn này nhé. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được 10 bạn thắng cuộc. Và 10 bạn này sẽ thi vòng 3 ngày hôm nay. Vòng 3 sẽ là thi đấu đối kháng chia ra hai bên. Mỗi bên sẽ có 5 người nha. Và chúng ta sẽ thi đấu một trận đấu với nhau. Đá sân 5 luôn. Mọi người hiểu chưa? Em tên gì? Em tên Thành. Tên Thành hả? Hồi nãy em thi vòng này thua có tiếc không? Có. Nhưng mà anh thấy em tân bóng rất là hay á. Có thể tân lại cho mọi người cùng xem được không nhỉ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, hay quá. Rất là... Wow, ở đâu được quá. Tuyệt vời. Đến từ đâu? Đến Hạ Long. Em ở thành phố Hạ Long luôn. Vâng. Rất là tài năng, rất là giỏi. Mà thôi cũng hơi tiếc. Nhưng không sao, hôm nay anh giao lưu với em tí. Anh sẽ hướng dẫn cho em hai kỹ thuật bóng đá cũng... Lát nữa anh sẽ hướng dẫn cho mấy bạn bên kia hai kỹ thuật đó, nhưng mà giờ anh hướng dẫn cho em trước vì anh thấy em khả năng cũng rất là tốt. Ok. Thì mới dọn dẹp xong rồi, bây giờ có khoảng trống để em có thể tập hướng dẫn đây. Rồi, anh làm lại nha. Kỹ thuật đầu tiên. Nè. 1 2 3 4 nha. Rồi. 1 là đá má trong qua. Bước 2, đá má ngoài lên. Bước 3, giữ chân này lại. Bước 4, bóng kéo qua đây. Rồi ha, thử lại nha. 3, 2, 1. 1, 2. Ok. Giữ bằng chân trái. Ok. Giữ. 1, 2 là ok rồi. 1, 2 là ok. Chân trái. 3, 4. Rồi. Lại nữa. Rồi. 1, 1, 2, 3, 4. Yeah. Rất hay. Rất tuyệt vời. Rồi. Kỹ thuật tiếp theo là một kỹ thuật cũng khá là hay. Kéo. Đó. Nha. Rồi. Hiểu không? Nè, 1 ha. Rồi 2 3 1. Nope. Rồi dòng bên kia. Dòng má trong. Dòng má trong chân trái. Dòng má trong chân trái. Nè, bước 1 má ngoài chân phải. Bước 2 má trong chân trái. Về. Má trong chân trái. Ok, 3 2 1. Má trong chân trái, má trong, má trong. Ok, đúng rồi, lại lần nữa nha. 1 2 3 rồi, ập về ha. 1 2 gạt về. Rồi, lần nữa. 3 2 1 1 2 rồi gạt về. Yeah, ok. Lần nữa nha, mà chân này gạt về, chân trái, chân không thuận gạt về. Rồi, lần nữa. Nhìn nè. 3 2 1 1 2 3. Chúc mừng Thành. Thấy dễ không? Có. Thấy mày động tác dễ không? Có. Tập luyện được không? Có. Nhớ theo dõi channel của anh để tập luyện những cái kỹ thuật này nha. Vâng. Rồi, cảm ơn em. Hẹn gặp lại. Quốc Cường. Quốc Cường. Anh tên gì? Duy. Huy. Huy. Gì Huy nhỉ? Hữu Huy. Hữu Huy. Rồi, con tên gì? Nhật Minh ạ. Nhật Minh. Em rồi. Phước Minh ạ. Phước Minh. Còn đây là? Hiếu ạ. Hả? Hiếu. Hiếu. Cái gì Hiếu nè? Trần Xuân Hiếu. Trần Xuân Hiếu đúng không? Rồi. Rồi, động tác đầu tiên. Nè, nhìn nè. Làm toàn bộ động tác luôn nha. 1, 2, 3, 4. Thấy dễ không? Dễ không? Dễ không? Tự tin làm được không? Tự tin làm được không? Bước 1, đẩy má trong ha. Rồi, bước 2, đẩy lên. Rồi, thử bước 1, bước 2 trước nha. Rồi, em thử trước đi. Rồi, bước lên đây. 1, 2, đúng rồi, ok. Rồi, thử lại nha. 1, 2, rồi. Nhanh lên, 3, 2, 1. 1, 2, ok, rồi, làm tốt. Rồi, em thử coi, bước 1, 2. 1, 2, ok, rồi. 1, 2 nha. Rồi, 1, 2. Khi banh lên đây, 3 là đạp. Đạp chân lên, bằng chân không thuận.
chân, ở đây chân trái ba nè chân, đây kéo về đã qua ok ha. Rồi em làm thử cái bước sau chậm rãi thôi, 1 2 rồi thử rồi 3 2 1 chạm đợi, đúng rồi, ok ok đúng rồi, chính xác nha. Rồi giờ làm lại toàn bộ nha, 1 2 3 4 rồi em thử. Rồi 1 2 3 4 1 rồi 1 2 3 4 yeah. Yeah, ok, đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi, em thử nha. Rồi, 1 2 3 4 nữa. 1 2 3 4. Yeah, đúng rồi. Chuẩn luôn. Ok, em thử. Rồi, 1 1 2 3 4. Rồi, cũng được. Cũng ok. Tuyệt vời. Rồi, lên thử. Lần nữa. 1 2. Ok. Rồi, bị sai chỗ này nè. 1 2 đạp. 3 4. Ha, chân trái rồi trái trái đập lên đã qua ok đúng rồi lặp lại nha, lại 3 2 1 2 đúng rồi ok 3 4 yeah. Rồi ok yeah tuyệt vời. Rồi em làm một lần nữa giống hồi nãy nha, nè 1 2 3 4 xong đơn giản không. Rồi chân chân này mở ngoài qua, mở ngoài qua, mở ngoài và đã là trong rồi. Rồi đổi chân đúng rồi ok. Mọi người có sẵn sàng lát nữa vào có thể làm skill này trong trận thi đấu được không? Được. Một trong hai cũng được, có thể là làm 1 2 qua người cũng được, hay là 3 4 qua người. Em lao về đi. Rồi nè, lên lên rồi ập vô lấy banh, ập vô qua. Rồi sẵn sàng nha, đúng rồi. Yeah 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 yeah. Kết thúc tuyển chọn đội bóng Cool Siêu Phàm tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Thì 10 bạn trẻ hồi nãy mà mình vừa hướng dẫn những cái kỹ năng cho các bạn ấy sẽ tham gia vào đội bóng Cool Siêu Phàm tại thành phố Hạ Long này. Ok, thì anh em muốn mình đi đến thành phố nào và
hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn trẻ ở thành phố đó thì comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu anh em thấy video clip này hay, nhớ tặng cho mình một like. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá. Mình Phạm Trọng Thi, xin chào, gặp lại.